Tin tổng hợp ngày 5 tháng 6 của Ban Việt ngữ đã cho tự do có những nội dung chính sau đây. Thêm 5 bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam khỏi bệnh. 192.000 công nhân ở Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Một cán bộ hải quan bị bắt liên quan đến buôn lậu. Trong tiêu điểm thời sự hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận về đời sống cơ cực mưu sinh mùa nắng hạn ở miền Trung. Ngoài những thông tin đáng chú ý như vừa nêu, chương trình của Ban Việt ngữ đã cho tự do còn có những ghi nhận thời sự khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Việt Nam có thêm 5 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh hôm 5 tháng 6 năm 2020. Truyền thông trong nước loan tin vừa nói cùng ngày và cho biết, tính đến ngày hôm nay, tổng số ca nhiễm COVID-19 đã chữa khỏi là 307 ca, còn lại 21 trường hợp đang điều trị. Trong số 5 ca nhiễm vừa khỏi, có 3 ca tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương là bệnh nhân số BN293, BN302 và BN320, cùng mang quốc tịch Việt Nam và nhập viện vào ngày 18 tháng 5 năm 2020. Hai trường hợp còn lại vừa khỏi bệnh được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Hải Dương là bệnh nhân BN314 và BN325, đều quốc tịch Việt Nam. Các trường hợp này sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Cũng tin liên quan, theo nghiên cứu vừa công bố trên Clinical Infectious Disease hôm 4 tháng 6, dẫn đầu bởi Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, có 43% người mắc COVID-19 tại Việt Nam không có triệu chứng. Tỷ lệ 43% không triệu chứng này là một trong những nguyên nhân khiến khó kiểm soát dịch bệnh nếu không phối hợp nhiều biện pháp kiểm soát như Việt Nam đang áp dụng, như việc cách ly, tăng cường xét nghiệm RT-PCR và xét nghiệm nhiều lần cho những người đang được cách ly. Tỉnh Bình Dương tính đến cuối tháng 5 vừa qua có hơn 280.000 doanh nghiệp cùng với hơn 192.000 công nhân bị tác động bởi dịch virus corona. Truyền thông trong nước vào ngày 5 tháng 6 dẫn báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương như vừa nêu. Cụ thể, tính đến cuối tháng 5 đã có hơn 11.000 trường hợp công nhân bị chấm dứt hợp đồng, hơn 51.000 công nhân phải ngừng việc, nghỉ việc, không hưởng lương và tạm hoãn hợp đồng. Gần 83.000 công nhân bị giảm giờ làm việc và đã có sắp xỉ 22.000 công nhân nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp trong 4 tháng đầu năm 2020. Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, bà Trương Thị Bích Hành cho biết công đoàn đã hỗ trợ số tiền 856 triệu đồng cho hơn 1.700 công nhân, đồng thời đã cho hơn 800 công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vay ưu đãi trên 4 tỷ đồng với mức lãi suất 2% một năm qua tổ chức tài chính Vimo CEP. Trong cùng ngày 5 tháng 6, chính quyền tỉnh Bình Dương cho báo giới biết, trong thời gian xảy ra dịch bệnh virus corona, tỉnh này đã có 150.000 lao động bị chấm dứt hợp đồng, 54.000 lao động nghỉ việc không lương, 9 doanh nghiệp xin tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội, gần 20.000 hộ kinh doanh dưới 100 triệu đồng. Tỉnh Bình Dương có 29 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp đi vào hoạt động với số lượng công nhân 1,2 triệu người. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 5 tháng 6 tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Cường, nguyên trưởng ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Nhất, tổng hình phạt 7 năm 6 tháng tù. Hình phạt được đưa ra sau 3 ngày xét xử, trong đó ông Lê Quốc Cường, 60 tuổi, bị tuyên 6 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo Điều 281 Bộ Luật Hình sự năm 1999, và 1 năm tù về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165. Truyền thông trong nước đồng loạt loan tin này vào cùng ngày. Theo tờ tin tức, cùng lãnh án với ông Cường còn có Lê Thị Minh Hiền, cựu giám đốc Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu gọi tắt là GP Bank, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, và Nghiêm Tiến Sĩ, cựu phó giám đốc GP Bank. Cả hai nhận án lần lượt là 14 năm tù và 7 năm tù về cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139. Riêng Huỳnh Thị Cúc, cựu thủ quỹ ban bồi thường, bị tuyên phạt 9 tháng tù nhưng được hưởng án treo.
Theo cáo trạng, từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 7 năm 2010, Lê Thị Minh Hiền đã gây thất thoát 10,5 tỷ đồng do tạm ứng quỹ để tiêu xài cá nhân. Cùng lúc đó, Ban Giải phóng mặt bằng quận Nhất mở 4 tài khoản tiền gửi tại GB Bank có tổng số dư gần 10,8 tỷ đồng. Do quen biết, Hiền nhờ ông Cường dùng khoản tiền gửi tại GB Bank bảo lãnh khoản vay 10,5 tỷ tại ngân hàng khác. Cường đồng ý ký giấy để bảo lãnh khoản vay 10,5 tỷ cho Hiền. Hiền đã thực hiện tất toán 4 tài khoản trên, nhưng chỉ thao tác trên chứng từ. Thực chất, chỉ có 280 triệu đồng chuyển đến ngân hàng Agribank chi nhánh Chợ Lớn. Số tiền còn lại trong 4 tài khoản vẫn ở ngân hàng GB Bank. Cáo trạng kết luận, việc lập hồ sơ vay tiền từ khoản bảo lãnh chỉ là hình thức, mục đích thực sự của Hiền là chiếm đoạt 10,5 tỷ đồng của ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Nhất. Bị cáo Nghiêm Tiến sĩ biết rõ Hiền làm thâm hụt 10,5 tỷ đồng của ngân hàng, nhưng vẫn giúp đỡ Hiền giải quyết hậu quả trái pháp luật. Cường đã đòi Hiền trả lại số tiền trên, nhưng bà này mất khả năng thanh toán. Ngoài ra, Cường còn cùng Huỳnh Thị Cúc, nguyên thủ quỹ ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Nhất, lập chứng từ kế toán để ngoài sổ sách gây thiệt hại cho ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Nhất số tiền là 698 triệu đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vào ngày 5 tháng 6 phê chuẩn quyết định của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Chí Kiên, chuyên viên phân tích Cục Kiểm định Hải quan, với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Báo trong nước trích thông tin từ Bộ Công an loan đi ngày 5 tháng 6. Tin cho biết, quyết định của Cơ quan An ninh Điều tra đưa ra ngày 4 tháng 6 đề nghị bắt và khởi tố Phạm Chí Kiên, sinh năm 1984, chuyên viên phân tích Cục Kiểm định Hải quan thuộc Tổng cục Hải quan. Ông Kiên có liên quan đến vụ án buôn lậu xảy ra tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tỉnh Lào Cai, được điều tra theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11 và quyết định chuyển hồ sơ vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền số 5 Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan ký ngày 6 tháng 8 năm 2019. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra, làm rõ sai phạm của bị can và trách nhiệm của những người có liên quan theo quy định của pháp luật. Công an Hà Nội vào cuối tháng 5 vừa qua đã triệt phá được đường dây đánh bạc trên mạng được cho là có quy mô giao dịch và lượng con bạc tham gia lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam. Có vụ giao dịch lên tới 64.000 tỷ đồng. Báo trong nước đưa tin hôm 5 tháng 6 dẫn lời Đại tá Nguyễn Bình, trưởng phòng hình sự Công an Hà Nội cho biết, chỉ riêng tháng 5 có gần 2 triệu lượt con bạc tham gia đánh bạc, số tiền mà các đối tượng tham gia cá cược lên đến 7.900 tỷ đồng. Lợi nhuận của nhà cái là 80 tỷ đồng. Từ khi hoạt động là năm 2018 cho đến nay, lượng tiền giao dịch của ổ nhóm này lên đến 64.000 tỷ đồng. Nhóm có tên là Nổ Hũ sử dụng mạng xã hội để thu hút con bạc với 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2 để thực hiện việc giao dịch nộp và đổi tiền cho người chơi. Theo Đại tá Nguyễn Bình, việc kiểm soát các đối tượng đánh bạc trên không gian mạng còn khó khăn gấp nhiều lần việc kiểm soát các đối tượng đánh bạc ở ngoài đời thực, vì các đối tượng đánh bạc không có địa chỉ cụ thể. Lượng tiền giao dịch chủ yếu qua tài khoản ngân hàng nên có thể đánh bạc không giới hạn bởi tiền mặt. Vừa rồi là những sự kiện diễn ra trong ngày. Sau đây, mời quý vị đến với phần tiêu điểm thời sự. Thưa quý vị, dưới cái nắng như đổ lửa của miền Trung những ngày đầu tháng 6, đâu đó ta vẫn bắt gặp nhiều mảnh đời cơ cực, bươn trải, mưu sinh. Mời quý vị theo dõi phần ghi nhận sau đây của chúng tôi. Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè ở miền Trung mà nhiều người than rằng nắng cháy da, đỏ mặt, nhưng những người dân lam lũ buôn gánh bán bưng và những bác xe ôm vẫn đội nắng kiếm sống hàng ngày. Với họ, thà chịu nắng nóng ngoài đường để kiếm vài ba đồng còn hơn cả nhà nhịn đói. Đây là cô bán bánh khoai ở hè phố cổ Hội An. Cô cho biết gia đình cô trước đây ở khu kinh tế mới ở Đắk Lắk. Thời đó cô đã nếm trải quá nhiều cực khổ khi vừa mang thai vừa cuốc đất trồng trọt để nuôi 4 đứa con. Cho nên bây giờ khi chuyển về Quảng Nam sinh sống với cái nghề bán bánh khoai, mặc dù ngồi cả ngày dưới cái nắng 40 đến 41 độ, nhưng cô không cảm thấy khổ. Cô thì nói chung là cũng dùng kinh tế mới, sử dụng kinh tế mới Đắk Lắk. Có rồi con đông quá, rồi bệnh quẩn quá nên cô dẫn về Quảng Nam. Cái thời gian cũng thất nghiệp, không có cái nghề gì làm cả.
cứ làm bánh khoai ra bán ngoài phố, kiếm bữa nuôi thật tế ra 170 đam. Bữa nào có khách đông đông thì kiếm được 100 mấy, thì con cũng đông, thất hạt hết, thất hạt hết. 4 đứa kia nghỉ học mới lớp 6 nghỉ, năm bốn nghỉ, tháng năm lắm, độ có thể là 40 nhiệt độ, có nghĩa là cấp độ là chịu không nổi vậy. Nhưng mà cũng phải ra ngồi bán. 3 đứa thất nghiệp, nó bù theo cô như bánh khoai này, nó lên nó lột khoai cho cô và nó nướng khoai cho cô, nó cào cho nó cằm thôi, nó gì nó mới có. Nhưng mà cô bán ngoài này làm sao? Nhưng mà cô phải sắp chia cho nó 50 nó sống. Không có đường nào khác. Bây giờ thuê sinh đi làm thì họ không thuê. Ok, bây giờ tôi đóng cửa. Vì họ khách không có. Đóng cửa hết. Bây giờ tôi không thuê. Cái nóng mùa hè miền Trung khô rét đến khó chịu. Theo cô bán bánh khoai, có khi nắng nóng khiến cô hoa mắt, nhức cả đầu. Nhưng đây là công việc sinh nhai, nên cô không màng đến thời tiết. Miễn mỗi ngày có tiền cho các con, nuôi các cháu, cô cảm thấy mãn nguyện rồi. Mùa dịch Covid-19 khó khăn nên ai cũng chỉ mong kiếm được tiền dù ít ỏi. Coi như tôi ngồi là cái đầu này nó đau, nó chóng, nó nhồ, nó hoa mắt á. Bị lửa nè, trên dưới này cái thằng lửa đây nước khôi, còn trên trời này là nóng. Cái bây giờ ngồi giữa trời ngồi bán á, thì nó nóng, nó tớt cho mẹ cái bắt đầu xăm. Cái mùa ngày nào tôi cũng uống thuốc hết rồi. Thật ra nếu có khách tôi kiếm được cả 150, mà 150 tôi chia cho làm 3, 2 đứa con tôi và tôi. Để bữa được thì mình chia, còn bữa ấy thì mình nói chung là mình cũng liều với nhau mà sống. Nói chung là mức độ gắt gao. Dường như ông trời này ông dồn đến 9 tháng 10 ông mới mưa. Cái tháng mà mùa lũ nó mới mưa. Bây giờ ông nén hết. Nhưng mà người dân ở đây người ta nó chịu không nổi, nhưng mà cô thấy cái chuyện này cô rất là chịu cái này, rất là chịu khổ nhiều lắm. Vì thời gian cô khổ trải qua là mấy mươi năm rồi. Thời mà tóc đen bây giờ tóc bọt vẫn khổ. Cô đứng giữa trời cô cút đất. 12 giờ trưa cô chưa nghỉ đâu. Cô thằng con đâu. 12 giờ trưa cô có bào mà cô gần sinh cô vẫn cút đất. Cô cút đất này là khi cô sinh đẻ rồi cô mới nghĩ là đó, là cái đời của cô qua mấy chục năm. Cho nên cô về đây cô bán bánh đây. Tuy là nắng nắng chịu không nổi, người ta chịu không nổi, nhưng cô chịu nổi. Cũng vì sao cô biết không? Vì cái kinh tế thì gia đình nên phải chịu cực thế thôi. Cô mong muốn làm sao mà nhà nước quan tâm cho thằng con cô nó học, miễn tiền cho nó học. Đương nhiên nó thuê nhà cũng vẫn có tiền, học cũng tiền. Cái thứ hai nữa cô cũng muốn là con cô nó có công việc làm. Đấy không? 3 đứa con cô đương nhiên thất nghiệp, cô mong cho nó có công việc làm. Còn đây là hoàn cảnh của 2 bác sĩ ôm ở Quảng Nam và Quảng Ngãi. Họ cho biết cũng vì mưu sinh mà ngồi đợi khách cả ngày dưới cái nắng nóng khốc liệt của những ngày hè ở miền Trung. Tuổi lớn nên cả hai không thể tìm việc làm nào khác ngoài làm xe ôm, mong mỗi ngày kiếm được vài chục đồng mua rau. Nóng kinh khủng, nóng ghê lắm, nóng mà đứng chỗ cũng chịu không nổi nữa, nhà cũng chịu không nổi, ảnh hưởng chứ. Không có khách đi nè, khách nó nén quá nó không đi xe ôm, nén hơn, nóng hơn. Vì lý do thì là cái sinh nhê thôi, cái cuộc sống thôi. Có khó khăn nó bư, mình bư rồi mình trả chứ, còn nếu không khó khăn thôi mình trả chứ. Thời tiết nó nắng nóng rồi, bây giờ không có đi cái phương tiện xe ôm, rồi đi những cái xe grab lớn, rồi đi các phương tiện khác, cho nên là rất là ế ẩm. Thì công việc của chú thì cứ hàng ngày đi xe ôm như thôi chứ. Bây giờ ngày cũng kiếm được về ba chục nữa thôi chứ, không dám đâu, không phải sống thôi chứ sao vậy. Vì mình lớn tuổi rồi, mình đâu có đi làm được những việc nặng. Vì cuộc sống của mình thôi, mình phải đi ra bươn trẻ để kiếm tiền ăn trong ngày cho gia đình. Và cái vợ cũng đi làm thuê gánh mướn ngồi vậy. Đã 74 tuổi, như những người già có điều kiện khác, thì đây là cái tuổi có thể hưởng phước của con cháu. Nhưng cụ ông ở Quảng Nam này vẫn phải đi bán hàng rong để phụ giúp gia đình người con trai út. Ông tâm sự, nắng nóng chịu không nổi, nhưng ông vẫn muốn đi làm kiếm thêm vài đồng nuôi cháu. Nắng nóng lắm, bữa qua trời mưa, mà máy độ tới lên không à. Bốn đi ra bốn quạt rồi đó, 4 buổi chiều. Sáng đi ra sơ sơ, cái coi như nắng quá về, 34 tuổi rồi. Coi như là con cực khổ quá, nên coi như là có công, có kế đồng rằng nuôi mình được. Bóng qua ngày đi, bây giờ đó mình ở nhỏ cũng nắng, mình đi ra nguồn mất. Ở nhỏ này con trưa út, đợi vợ, mất 3 đứa con.
món rang đậu nên ba đứa con rồi thì rồi mình phải nhỏ nhỏ mình dọn cho nó. Nó đi lấy nắng hung, nắng dễ sợ lắm. Nắng mà ra đường là có như là nắng sâu mà chịu nổi. Mỗi người một hoàn cảnh khó khăn riêng và vì thế ai cũng đều phải bươn chải để kiếm sống, cho dẫu đó là mùa nắng nóng khốc liệt hay mưa bão. Bởi lẽ theo họ, ngày nào không có tiền là ngày đó con cháu của họ đói cái ăn, thiếu cái mặc. Còn mà không có nước uống mà có e lắm, trời ơi, không có tiền sao chị có mình á, đau ớn á, bốn buồn là đi mua xi má về ăn bữa trưa bữa tối, chứ còn tiền ở đâu, đi có cái số mà tiền ở đâu. Buổi bốn được 50 ngàn, món này ế lắm, đi từ sáng tới chiều vậy đó, kiếm được ít chục khó chứ. Ví dụ như náo đi mặt, nói chung là náo thì bón cũng sướng nhưng mà không có khách là cũng thiệt chết. Đi bón ở đây cũng đâu có được, cũng có người tép đồ mà không cho đi, mình đáng lén mình bón mà tới là mình phải dép ra chỗ khó. Nhưng mà bán ở đây là cái bánh có bãi chủ nhật thôi, nhưng mà bán ghét không có bán, cũng vừa rồi dọn đi với thân dụng. Nói chung là thì thu nhập không có thì tiền con nắng nắng là bón nước được. Sao sao hay? Trong là cũng bật bay nữa đó anh. Nói chung là bón ngày có ngày không, như bữa có ngày bón có 20 ngàn chứ mà. Nói chung là không đủ. Cho nên là nghỉ nhiều, bón thì ít. Cuối tuần nghỉ, cuối tuần phải bón để nắng nóng. Bón đi bón nhưng mà kiếm tiền ăn cho con uống sữa đồ, chẳng lẽ trừ mình ở nhà lấy gì ăn. Phải đi kiếm thêm. Ví dụ như nhà có lượm thêm bao cái đồ nhâm nhược ở kia. Về cái vòng vòng có bón thêm cho con ăn uống nữa đó, cũng không đủ đâu vào đâu. Nói chung là cũng ở đây là nó thì cũng rất là khổ, người dân ở đây rất là khổ. Để xem trực tiếp hoặc xem lại chương trình truyền hình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do trên điện thoại di động, mời quý khán thính giả vào địa chỉ vietnamese.rfa.org. Vào đây, quý vị sẽ thấy cuối trang web có nút xem toàn trang. Nhấn vào nút này, quý vị sẽ thấy các biểu tượng YouTube, Facebook, Podcast, Apple TV. Chỉ cần click vào đó, quý vị có thể xem các chương trình, tin nóng, tin tổng hợp và thời sự của Đài Á Châu Tự Do. Và để thuận tiện, quý khán thính giả có thể chọn Add to Home Screen và lưu giữ địa chỉ trang web này trên màn hình di động, giúp truy cập dễ dàng hơn trong lần sau. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi tin tức trực tiếp vào lúc 10 giờ sáng trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/RFA Việt Nam hoặc địa chỉ YouTube của RFA Tiếng Việt tại youtube.com/RFA Vietnamese. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình của Bay Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook RFA Tiếng Việt.